tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Xin chào các bạn nha, ngày nay mình sẽ bắt đầu đi tô màu các bạn nha. Mai chủ nhật đâu anh? Đâu? Cuối mai cuối tuần rồi, mai cái trò thứ bảy thì cuối tuần rồi, mai tập học mai rồi. Mai lớp tài là mấy lớp cũng vào mày. Đấy. Chắc thì không lẽ thì dám gạ hả? Cái gì cạnh gì không? Kể cả là Dũng Bom đá luôn. Dám gạ anh là bóng quá liều. Rồi mình tô màu xong rồi mấy nào. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay nhá, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một kỹ năng làm sao để tô màu cho thật đẹp cho bức tranh mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình làm nhá. Bây giờ mình sẽ tô màu bạn nha. Đang bảo là nếu mà đề bảo nó đề 30 triệu thôi thì mình phải mua được tầm 2 đến 3 con cái đĩa. Em sơn lên đây là đang phải là nếu mình có phải nằm ở đây thành vẽ được mà. Đấy chị nằm nếu nào chị có ngồi hỏi đúng anh biết anh kiên đâu mình từng hỏi vấn đề từ mới đầu em từng hỏi vấn đề thì thằng đăng nó
nó đã hiểu ý anh này. Hóa ra là bà trẻ nhỏ ông Sơn đi đường cổng sau, đi quen đi đường cổng sau, bọn em còn quen đi đường cổng sau, quen đi đường cổng sau không đi đường cổng trước. Mày tuấn mày kia đấy, thật sự mày tuấn mày. Nó bảo em nhắn tin cho tao là bảo cái gì quá chị gái à, cái gì? Ờ, bảo về nó đi đâu mà, bảo về bắt đầu mày đo cái nào cô ấy, lúc đấy đi đâu mai mày còn chưa cái chuyện gì, mày đo cái nào đấy, về bắt đầu. Chị bị ba thằng ở bên Bắc Giang đây, vừa nói về thì mình biết cái gì, mày bắt đầu về mình không không nghi đến nó, nó bắt đầu mình mới thấy đo. Về mẹ chị mới biết cái người đấy. Tại nên là nhiều câu đấy lắm. Nó va chạm với chị là sau có một ngày bên đấy bị quát mày tầm này này quát cái đấy, rồi chị phải đưa nó vào trạm y tế, có xe nhà chị bị hỏng, xe xe chị nó hỏng luôn, xe nhà chị không được điều khiển được, nói chung là người nhà xe nguyên dạo mấy ngày mà dạo vừa đạp rồi bị cái này dạo đấy quay cỏ quay cỏ này về đó. Mấy con này cái. Hai mấy này bị quay này. Mọi người ơi, vòng của thằng này đây kết thúc nha. Đây là vòng của thằng này đây là kết thúc nha. Đi đâu? Thế em như cái thầy. Thôi. Khỏe. Nào anh đói quá. Đói anh xin. Long, có tiền đi. Mai đi tiệc cho không phải có đeo hơn có trong gì người này chứ không đi tự đấy. Mày đi nghiêm mà là bây giờ cũng chặt chay luôn này mất thầy chị thật ba là hòng cái cho mày luôn bây giờ ăn 10 phút chưa được 10 phút nó bảo là làm luôn. Em không biết cho nên chậm tiêu anh thôi chị về tiêu tao ra tao hỏi sơ đâu tao hỏi tuấn đâu đó hai bảo mẹ tao mày về đến một thằng nó lại tự tưởng không nhớ quán tao làm cho ba tao tưởng em xuống tao vừa hôm qua nhà mình làm thế đó về chồng ấy cái thằng này. Mẹ lên trên nhắn luôn. Trời ơi. Thua mà hai vụ rồi. Tất bỏ gì? Em yêu nó, em yêu nó thua ai nữa. Không thể có bị người đâu thua. Bao giờ em yêu mày tham, em bao giờ em yêu mày có gì thì chỉ có gì. Về muốn cho cha gì đây? Chạy chạy là xỉa đấy. Chạy chạy là xỉa. Thế gì? Muốn chị bảo muốn cho cha gì nhỏ. Không, chị đã không phải chị này đâu. Mày mình đâu mà xong rồi bạn em.